Man 1, Hiếu Trứ 2. Nhìn tụi anh thật cool, lạnh như băng mà không cần cố. Tên tụi lên càng cao nè như B-Ray ở trong thành phố. Bài ra bài ra bài liên tục lặp lại như một tần số. Còn bài chơi cũ của em hả mà tập fuck cơ một thằng ngố. Tay phải cài cần số, lên tay trái đi cầm vô lăng. Nhìn tụi anh như băng khủng bố, nên cầm tay lái là phải đeo găng. Sẽ đến khi mà không còn gì mới dừng cơ. Lên đi đâu dễ, bắt kịp anh thì không thể. Nhưng nguyện trong tay em ngừng mơ. Sắc đẹp là điều thứ nhất để làm một nửa cái Hiếu Trứ 2. So if you wanna Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.